tay được dẹp vào và khăn tay ớt. Làm những cái khăn tay này hơi ướt thì phải. Thì tôi thì mới gặp con em đó hả? Tiếp theo là con cú si. Có kìa, khăn tay của con này cũng ướt luôn là sao? Có gì là không phải khăn chưa? Thì tôi cũng sẽ được toilet mà. Tiếp theo là khi đó